Ok, xin chào tất cả mọi người trở lại kênh YouTube của mình nhé. Thì nếu bạn nào chưa like có thể like đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Thì trong video ngày hôm nay ấy, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu tính năng chủ thần thôi. Ở trong hoạt động này là một cái hoạt động giúp bạn cho kiếm được cái mảnh tinh linh thôi, à, mảnh yêu linh nhé, mảnh yêu linh nhé. Mình có thể ấn vào đây vào cái giao diện của nó nhé. Cái chủ thần này nói chung là một hoạt động khá là đơn giản thôi, chủ yếu là vào kiếm tí mảnh cho vui thôi. Ở đây nó có hai cách chơi, một là bạn sử dụng cái phiếu này, hai là bạn sử dụng cái thể lực. Thường thì mình chỉ sử dụng trong phiếu thôi, thì ra tướng mình cũng nhiều, mình không có ý định dùng thể lực lắm. Thì đây mình sẽ chọn chọn mình còn 70 phiếu, bởi vì mình rất lâu rồi mình chưa đi cái chủ thần này. Mình đợt trước mình bận nên mình chưa đi, hôm nay mình đi bù cho nó xong thôi. Mỗi lần đánh sẽ tiêu một cái phiếu của bạn. Phiếu này nói chung bạn đi trong mấy cái hoạt động linh tinh và làm nhiệm vụ linh tinh nó ra đầy mà, thì cũng không lo đâu. Bây giờ mình sẽ vào ấn vào phiếu nhá. Ấn vào có phiếu này. Thôi các bạn sẽ là nếu đạt là gì. Nói chung là chọn yêu linh yêu thích không bạn chọn bừa tướng là thôi, mình chả quan trọng cái này đâu. Ok nhá, bây giờ thấy ví dụ ở đây nó chọn cá không? Bạn căn đấy gần chỗ này và ấn lên món cái này. Cái này phải nhanh tay nhanh mắt thôi. Và căn nó gần đến đây rồi ấn lên món nhá. Căn cái vạch của nó yêu cầu ấy. Đây gà với lại hành tỏi đấy nhỉ. Thằng canh đến gần đấy ấn một phát nó lên là được thăng hạng thôi. Nó rất đơn giản như vậy thôi. Ủa cái này nhiều quá. Ấn không kịp rồi, trời ơi, ấn không kịp rồi. Cái này phải tập trung cơ, vừa ấy vừa nói nên căn đúng cái chỗ cái vạch này. Ôi thôi ấn hụt rồi. Cái trò này rất là đơn giản nhưng mà ấn rất là khó đấy. Đây phát này ấn được này, đấy được S luôn đúng không? Tại vì đấy mình phải căn để ấn. Đấy cứ căn đến cái vạch, căn đến cái vạch cái mũi tên của nó và ấn là phát là được. Nói chung là trước một tí và qua một tí vẫn được, nhưng mà nói chung là cố gắng sao căn nó khớp luôn thì nó đẹp nhất. Đấy, căn phát lại được hạng S luôn không? Nói chung điểm nó chênh một chút thì mình nhiều khi mình ấn không chuẩn lắm. Đấy được hạng B thôi, nói chung cố gắng sao căn chuẩn rất là đẹp nhất. Đúng như vậy đơn giản như vậy được kết thúc này, nó cho bạn lụa này, mảnh này, đúng không? Nó rất đơn giản như vậy thôi, mỗi tội là bạn tập trung căn. Và khi bạn ấn càng về ấn càng thành công nó càng nhanh lên, nó càng nhanh càng rối thôi. Thôi bây giờ còn 69 túi, 69 phiếu mình vào ấn nốt thôi. Thì xem lần này liệu mình được những cái mảnh gì nào. Đây mới phát đầu nó có ít món thì rất căn rất là dễ nhá, vì nó ít món nhưng về sau nó nhiều món này bắt đầu mới rối. Nói chung hoạt động nó rất khá là vớ vẩn. Nói chung là đi rất là nhạt nhẽo nhưng mà nói chung là từ từ cứ găm thử đi thôi. Đấy ok không, nói chung nhiều món thứ điểm cũng sẽ nhiều. Cái này giật sớm không lợi nhá, phải căn đúng cái vị trí của nó mới lợi, căn đúng vạch là được hạng S này. Ôi chết, mình ấn hụt à? Ôi chết, ấn hụt rồi. Nãy giờ kích chuột hụt. Cái này nhanh tay nhanh mắt và ấn kịp thời, nó rất là khó. Cái này có lẽ là ấn trên điện thoại sẽ ngon hơn mình ấn vào máy tính nhá. Không kịp rồi. Thường mỗi khi bạn thất bại thì thường sẽ ít món đi. Ôi thôi lại ấn nhầm rồi. Trời ơi, ấn hụt. Ở đây ngoài ra bạn thấy ở bên hông ấy. Bên hông nó sẽ còn một số cái hỗ trợ bạn như ở bù giờ xem ấn thử nhé. Hiện không có vật phẩm không? Có đóng băng bù giờ vượt ải cộng điểm tinh tinh. Thôi, từ từ cái này phát lỗi này. Đang mải nói nhiều khi nó lỗi. Nói chung bên đây chắc là hỗ trợ bạn như kiểu bạn ấn không kịp giờ nó tăng thêm giờ tinh tinh, mình hiểu lúc nào thế. Nhưng quan trọng vật phẩm mình không có nên mình cũng chả test thử cho bạn xem được. Ở đây nói chung cái này mình nghĩ là nó chả quan trọng lắm, thì đấy chỉ là mấy cái mảnh yêu linh thôi. Ủa nó đi nhanh đấy. Nói chung cái tốc độ nhiều khi nó rất là nhanh, nhiều món mình ấn không kịp. Không kịp rồi. Nói chung hoạt động này khá là nhẹ nhàng, nói chung bạn nào buồn buồn thì ngồi ấn cái này cũng vui. Không có gì quá khó khăn cả. Cách chơi rất là dễ thôi, quan trọng là ấn kịp hay không thôi, nhanh tay nhanh mắt rồi đấy. Tốc độ thứ nó sẽ chuyển động, nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình mình được cái điểm nhiều hay ít ấy, thành công hay thất bại ấy. Nó do cái tốc độ thôi. Chú ý cái vạch nha, cái vạch tốt nhất để lên món ấy. Và ấn đúng cái vạch đấy là được. Là được cái thành tích nó sẽ cao.
Mà nói chung là không nhất thiết phải ấn đúng vạch, nhưng mà nói chung là cố gắng làm sao đúng vạch nhất có thể. Đây mình được tận 4 cái 4 mảnh yêu linh rồi. Nhưng mà cơ bản các yêu linh này mình toàn có yêu linh có rồi cũng không quan trọng lắm. Đây đọc một chút cái hướng dẫn nhá. Trận đơn là 45 giây, khách gọi nhiều món ăn, linh chủ dựa vào các yêu cầu của khác nhau để mà chọn. Lúc đại khái hiện ra cái món gì bạn ấn đúng món đấy nhá. Thanh sáng là thời gian ra món, ra món càng nhanh thì đánh giá càng cao, càng cao điểm, điểm càng cao này. Liên tục được đánh giá ưu và tốt, nhận các hiệu quả liên kích gì đấy, liên kích có thể nhận thêm điểm à. Sau khi chiêu đãi toàn bộ khách thì dựa vào tổng số điểm thì trao thưởng à. Điểm càng cao thì thưởng càng nhiều này. Cấp đánh giá gồm 6 mốc à, phục vụ sang chảnh à, 0 đến 999 điểm. Ôi giời, nói chung mấy cái cấp này chắc mình chưa đạt tới đâu. Vật phẩm đặc biệt, yêu linh cao có xác suất nhất định kèm theo vật phẩm đặc biệt. Hoàn thành món ăn ngon thì tức là mình chọn yêu linh càng cao thì xác suất nó càng ngon à. Vật phẩm đặc biệt thì có hiệu quả kéo dài thời gian, gấp bội điểm cũng như cấp cứu nhanh, đóng băng cũng như sử dụng hợp lý, nhận điểm càng cao. Nhưng tuy nhiên cái vật phẩm này hiện tại mình không có nhiều nên mình không test được cái này. Chế độ có phiếu là sao? Chế độ có phiếu là được vào hội chùa gì? Rớt lụa ở mảnh yêu linh. Trước khi ra món cần chọn yêu linh yêu thích. Nếu nhận được cái đánh giá là hoàng gia ngự trù và trở lên sẽ nhận được mảnh yêu linh. Chế độ không phiếu là chế độ không, nói chung là tiêu cái thể lực thôi không? Rồi đôm đa đấy, bây giờ vẫn tiếp tục vào có phiếu thôi. Ở đây mình sẽ chọn yêu linh nào nhỉ? Chắc chọn anh chiêu đi. Nói chung mấy con này mình không nhớ lắm. Hay chọn con bạch, con gì? Con này có gì nhỉ? Có gì tu xà à? Chọn thử tí nữa. Lên món nhanh mới bị ép nhá, tức là phải lên đúng cái thanh đấy không? Nãy mình tưởng lên món nhanh hơn sẽ được lợi hơn, mà phải lên đúng cái thời gian đẹp này. Ok, lên về phát được ép luôn không? Thế mình sẽ chờ đến đúng cái vạch này mình ấn lên món thôi. Nói chung là được liên tiếp thành công nhiều sẽ được thành tích sẽ được cao hơn không? Mình được 3 phát liên tiếp rồi này. Nói chung cái này mò mẫm rồi ấn thôi chứ mình cũng chả hiểu đâu. Cơ bản mình nghĩ là nôm na chơi như vậy thôi, nó không có gì quá khó đâu. Chắc chỉ đơn giản như vậy thôi. Một hoạt động của một game nhẹ nhàng cái này chắc chỉ đơn giản vậy thôi. Ok không? Mình được 6 phát liên tiếp rồi. Ôi cái này có vẻ không kịp rồi. Ôi không kịp rồi. Nói chung khá là nhanh, nhiều cái khá là nhanh. Đây ấn điện thoại sẽ nhanh hơn một chút đấy. Này có vẻ ấn điện thoại. Mình đang chơi trên PC có nhiều khi nó cũng không được nhanh lắm. Nhiều khi ấn chuột nó bị hụt ấy, ấn hụt chỗ là rất là mệt. Cảm ứng điện thoại có lẽ sẽ nhanh hơn trong trường hợp này. Ok, xem này ra được những yêu linh rồi nhé. Ok, này được 4 con, nói chung đa phần là các yêu linh kiểu SR không? Mình không thấy được SR mấy. Không biết có hay không, mình chưa rõ, mình chưa thử đi cái này nhiều. Để có lẽ chọn bừa một em thôi, nói chung là chọn bừa thôi, chung mấy con này tương tự nhau thôi. Nói chung là nghịch một tí rồi kết thúc video thôi, ấn thử một tí xem có ra cái gì đặc biệt thôi. Chứ còn cái này cơ bản chỉ có vậy thôi, chỉ ấn giật giật dây thôi, nó không có gì quá khó cả, hoạt động khá là đơn giản. Nhiều cái nhanh quá ấn không kịp. Chưa được khá điểm rồi đấy. Xem phát này ra được cái yêu linh gì nè. Ủa này nhanh đấy. May là ít món, nhanh mà ít món thì không sợ. Nhanh mà nhiều món mới khiếp. Ủa chết cái này nhiều món quá. Không kịp rồi. Thường sau mà phát không kịp thường sẽ chậm lại phải. Ok vẫn được 4 con được chỉ thần linh tinh. Nói chung cái mảnh yêu linh này chủ yếu là đem tặng nhau thôi. Chứ còn mình cũng toàn dùng SR rồi, ít dùng con SR lắm. SR đa phần có nguyên con rồi nên ra đa phần đem đi tặng đấy. Đấy có hoạt động ở trong cái linh phủ nó có cái để tặng mảnh cho nhau ấy, dành cho bạn nào hiểu số đen chưa có mình tặng cho các bạn ấy. Chưa phát nào mà không hụt phát nào, đa phần phát nào cũng bị hụt một phát thôi. Phát này cố cho có được bất bại không nào.
Kiểu mình ấn được liên tiếp nhiều tăng tốc độ đấy. Tức là nếu bạn ấn thành công S nhiều thì nó tăng tốc độ nhanh dần lên. Còn nếu bạn không được S nhiều thì nó không nhanh lắm. Rồi, tốc độ sẽ tăng lên khi bạn ấn được S nhiều. Ui nhanh quá. Ui nhanh đấy. Ok, phát này có vẻ thành tích tốt hơn lần trước đấy. Nhưng mà nói chung là vẫn chỉ là mảnh yêu linh thôi. Ok, nói chung là mình qua bạn xem qua một chút cái hoạt động thôi, chứ còn cái này nhiều lần lắm, ấn mấy phát vậy cho nó biết thôi, đúng không? Đại khái một hoạt động giúp bạn kiếm cái mảnh của con yêu linh, đúng không? Và kiếm thêm ít lụa. Nói chung bạn nào buồn buồn ngồi ấn cái này cho đỡ buồn cũng được, một cái hoạt động khá là nhẹ nhàng, đúng không? Và có lẽ là mình chỉ có thể review cho bạn như thế trong hoạt động này thôi. Và mấy cái hỗ trợ kia nói chung là mình không có vật phẩm, mình chả test cho bạn xem được. Đại khái như kiểu bạn nên kiểu đang hết giờ ấn vào cái đóng băng hay cái gì đó chẳng hạn, thì đại khái sẽ ngưng lại cho bạn ấn cho nhanh hơn thôi, đúng không? Chỉ đơn giản như vậy thôi. Ok, thì nếu bạn thấy video này hữu ích cho bạn có thể like như đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Ngoài ra thắc mắc thì các bạn có thể comment bình luận để chúng ta cùng nhau trao đổi dưới phần mô tả của với phần bình luận của YouTube nhé. Bây giờ xin chào, hẹn lại các bạn trong các video lần sau nhé. Xin chào các bạn nhé.